6 con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 12 âm lịch, sung sướng không ai bằng. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, theo tử vi thì bước sang ngày 24 tháng 12 âm lịch, những con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn. Đối với những người đang muốn thăng quan tiến chức thì ngày hôm nay các bạn hãy biết tận dụng cơ hội, cống hiến cho công việc, giúp đỡ đồng nghiệp thì khả năng cao từ nay đến cuối năm, con đường quan lộ của bạn sẽ rộng mở, thanh thang. Còn với những bạn muốn lập gia đình mà vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp thì trong hôm nay hãy tranh thủ đến những nơi nhộn nhịp, đông người bởi khả năng cao các bạn sẽ gặp được vợ hoặc chồng tương lai của mình ở nơi này. Xin chúc mừng các con giáp Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Sửu. Tam hợp phù hợp, người tuổi Sửu hoàn thành tốt các công việc được giao, từ đó nhận được sự đánh giá cao của người lãnh đạo. Bạn đang bước những bước chậm mà chắc trên con đường thăng tiến. Người còn trẻ tuổi có thể nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, tìm ra con đường phát triển đúng cho mình. Hãy cố gắng không ngừng nghỉ, rồi mọi thách thức sẽ qua đi. Tương lai bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Thổ sinh kim, người đã lập gia đình hay còn độc thân đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Bạn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình nên khiến cho người khác cảm thấy gần gũi, muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn ngày 24 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, nhị hợp giúp người tuổi Thìn xây dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở, tự tin của mình, đi đến đâu bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng với đối tác trong hôm nay, đặc biệt là khi đối phương cùng chung mục tiêu, chung chí hướng với bạn. Đôi bên sẽ hợp tác ăn ý để đem lại lợi nhuận về đầy túi. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt, khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Chính tài soi tỏ con đường làm ăn của người tuổi Tỵ, bạn nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng vì đã góp phần giúp tập thể chinh phục đỉnh cao trong thời gian qua. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao đấy. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có khoản thu lợi nhuận về đều đặn vì đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Tương lai có thể bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng hãy coi đây là bước đệm để bạn gặt hái thành công nhé. Nếu có việc cần phải đi xa trong hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay, hỷ thần xuất hiện ở hướng đông nam và tài thần xuất hiện ở hướng tây. Đây cũng là ngày đào hoa nở rộ trong mệnh số của người tuổi Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được manh mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Sau người có đôi thì dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc nhiều với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình bạn rạn nứt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tam hội giúp sức, người tuổi Thân có cái nhìn cởi mở về mọi việc nên dễ tìm ra hướng đi mới giải quyết công việc. Bạn không còn phụ thuộc vào lối mòn trước đó và sẵn sàng mở lối đi riêng, gặt hái thành công và giúp đỡ mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của nhân viên cấp dưới. Nếu tham gia bầu cử, tuyển chọn trong hôm nay, bạn có cơ hội chạm tay vào vị trí mà mình đã cố gắng phấn đấu để vươn tới từ trước đến nay. Vận tình cảm hài hòa như có tam hội cục soi chiếu. Ngày hôm nay, bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán.
chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình. Trong ngày này, vị trí thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và cửa phòng, do đó không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa, đục lỗ, đóng đinh những đồ vật này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, tử vi dự báo đường sự nghiệp của người tuổi Tuất không có gì phải chê trách vì được chính tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của người tuổi Tuất sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất hôm nay rất thuận lợi, hanh thông, nhiều mộc sinh hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi thì đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh, bình an là may mắn lắm rồi. Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác. Sức khỏe của người tuổi Tuất trong ngày này khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, kim sinh thủy cho thấy đường tình duyên của tuổi Hợi khởi sắc rực rỡ, mang tới nhiều cơ hội tình duyên cho bản mệnh. Rất có thể trong hôm nay, tình yêu sét đánh sẽ xuất hiện, khiến bạn vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Vợ chồng bạn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự đồng tâm, hiệp lực, yêu thương và che chở cho nhau nên chẳng ai cảm thấy mệt mỏi hay cô đơn. Cả hai đều tràn đầy tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu. Kiếp tài khuyên bạn không nên đưa ra những quyết định quá nhanh chóng rồi lại khăng khăng làm việc theo ý mình. Sống trong tập thể, tốt nhất bạn nên trao đổi công việc với mọi người để tất cả cùng biết và hành động một cách thống nhất. Sang ngày mới, sức khỏe của tuổi Hợi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt vòng tam hợp quý nhân được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là kiếm phong kim, ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần, kỵ tuổi Đinh Mão và Tân Mão. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.